Anh trai của tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu cho biết anh Diệu dự kiến được nhà chức trách Việt Nam trả tự do vào tối 12 tháng 1 và phải đi Pháp ngay lập tức. Từ Nghệ An, anh Hà nói vào chiều muộn ngày 12 tháng 1 giờ Việt Nam. Đặng Xuân Diệu hiện bây giờ đang còn ở trong tài trên mộc chứ anh, đang nằm trong tài sẽ đặt trình của họ trở lên máy bay đi luôn chứ đâu có về nhà. 1:40 đêm nay rồi mới lên máy bay. Chưa có một cái gì chính xác 100% khi được xuất phát khỏi Việt Nam. Thực tế là mọi vấn đề đang nằm trên giấy tờ thôi anh. Theo video trên YouTube của truyền hình Nghệ An, anh Đặng Xuân Diệu, 38 tuổi, cùng 13 thanh niên công giáo khác đã bị bắt năm 2011 và sau đó bị nhà chức trách kết án tù do hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Anh Diệu là một trong 3 người bị kết án cao nhất, anh nhận án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế. Vấn đề của anh Diệu nhận được sự quan tâm đặc biệt của Liên hiệp châu Âu EU. Về sự dàn xếp để anh Diệu được thả trước thời hạn, anh Hà cho biết. Ở bên EU lo cho tôi chứ tôi cụ thể tôi cũng không biết được là những vấn đề họ làm như thế nào. Trong số 14 thanh niên công giáo bị kết án, cho đến nay đã có 12 người được trả tự do.